Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả. Ở video này thì Khả sẽ soi đồ cao thủ Tống Kim 4 bài hết hổ cho anh em xem. Như anh em thấy hôm nay hết hổ này được top 6 185 mạng và 43 novicer, tử vong 25 lần và liên chạm 22. Anh em cùng xem sơ đồ của hết hổ này như thế nào nha anh em. À, anh Tâm Thanh đứng im, để em soi đồ. Rồi, tí nữa Khải soi đồ ta anh Tâm Thanh cho anh em xem. Đây anh em ơi, sơ đồ của hết hổ thì anh em xem nhanh thì như Khải nói thì ạc này là ạc đang top 6. Và hôm nay thì Khải nghĩ ạc này cái bong bóng nè. Sẽ dùng lý 38 dòng 1, sức lực cao, một cái nón kim 25, sức lực ngũ lực, một cái áo thổ 40, 15-30, một dây chuyền kháng, không có kháng cả, kháng băng 19 mà thôi, đợt kích dòng 2, kháng động 18, một bao tay kháng lôi 29, một ngạc bòi kháng lôi 15, nhẫn làm chậm 20, và bao đai lưng làm chậm 40, nhẫn chón 40 dòng 2, thì nhẫn này kích được dòng 2 chón nhiều năm, và một đôi giày chón 30, kháng họ 4. Thì tính ra thì set đồ này cũng gọi là tầm trung nè. Đỡ mà nói VIP thì nó khá là bình thường, nhưng không phải là VIP lắm nha. Gọi là tầm này là gọi tầm trung, anh em đủ chơi, dư sức mà chơi nè. Tính ra set đồ này thì Khả nhìn sơ qua thì set đồ này thì chỉ cũng tầm 1-2 kim, rồi 500 xu quay đầu nè. Mắc nhất là Khả nghĩ chắc là bao tây. Bao tây chắc khoảng 1 kim mấy, và cái bóng này chắc cũng tầm 2 kim mấy, 3 kim. Nhẫn này thì trong 40 cũng khá là đắt đấy, dòng 2. Tuy đang dòng 2 nhưng mà cũng có giá hơn 2-3 kim nữa nè. Và đai lưng làm chậm 40, nói chung đai lưng này cũng khá là rẻ thôi. Nhẫn này cũng vậy, 200 trọng 20. Tính sơ qua thì ạc này có cho mình 60 trọng nè, 60 trọng và 70 chón. Nếu mà kèm nghe mây thì đạt mốc 80 trọng 80 chón nè. Đó, 80 trọng 80 chón nếu có nghe mây nha. Tại vì cái thanh âm của nghe mây thì nó đến 30% rồi nè, 30% chón cũng như 30% trọng nè. Thì ạc này thì đang có 70 chón trong người và 60 trọng trong người, thì chắc chắn sẽ đạt mốc 80 trọng 80 chón rồi nha nè. Chúng là cái bang tầm này chỉ rất là dở đánh nè, chỉ cần cắn nhẹ lách gắt là rất là trâu, đánh cảm giác rất là ngon luôn. Bóng 38 chung là set đồ này thì tầm trung, thì đỡ Khải nói thì set đồ này thì không đến khoảng không đến 10 kim, không đến 10 kim đâu nè. Tầm set đồ này thì Khải nghĩ khoảng tính là con ngựa thì tròn khoảng 1 triệu đấy. Tại vì con ngựa nó, nếu một người mua con ngựa bệnh viện thì khoảng 300k này, thì còn những mối còn lại này thì cộng hết lại thì trung bình thì nó hơn 10 kim một chút, thì 700k ở đây. Thì kèm ngựa này set đồ này tầm 1 triệu nè, set đồ tầm 1 triệu, hạng 21 thì cấp cũng tầm ngang 107 giống Khải. Đó, không biết bắt sách chưa nhưng mà đánh khá là khét, hôm nay được top 6 nè. Rồi, anh em xem video của cao thủ hát hộ cái bang bẩn thì đừng quên cho cao thủ này một like chia sẻ cũng như video Khải nè em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha.